Cúng cơm thất thứ ba cho anh Vũ, nhưng Hồng Vân lại mắc phải sai lầm tâm linh nghiêm trọng. Hồng Vân cũng thẳng thắn bày tỏ ý kiến sau khi bị mọi người nhắc nhở. Cùng gia đình lo liệu đám tang cho anh Vũ xong xuôi tươm tất, nhưng mỗi tuần thất, Hồng Vân vẫn làm mâm cơm cúng người em thân thiết tại bàn trang điểm trong hậu trường sân khấu kịch. Tới nay đã là tuần thứ ba kể từ ngày anh Vũ qua đời, nữ nghệ sĩ tiếp tục cập nhật ảnh đứng thực hiện thủ tục tâm linh cần thiết. Hồng Vân viết: "Anh Vũ ơi, chắc em sẽ vui lắm vì ai cũng nhớ tới em. Hôm nay là lần thứ ba của em đúng vào hôm mình diễn Cưới Giùm Nè. Vai diễn trong vở này là vai diễn đỉnh cao của bé Vũ và nó gắn liền với em gần 20 năm trời. Sân khấu có làm mâm cơm cho em, gỏi gà, cháo gà, đúng món em thích về nhà ăn nha em. Rồi nhớ phù hộ cho sân khấu sáng đèn nhà em." Tuy nhiên, phía dưới phần bình luận một số người cho rằng Hồng Vân đã nhắc sai lầm nhỏ. Hồng Vân đã mắc sai lầm nhỏ khi cúng đồ mặn cho anh Vũ. Theo tục lệ và niềm tin tín ngưỡng của đa số người dân, trong thời gian 49 ngày, người mất nên được cúng đồ chay để tốt hơn. Đọc được những góp ý của mọi người, Hồng Vân nhẹ nhàng tiếp thu và cho rằng mình không biết tới điều này. Diễn viên Mai Phương tự lái xe đến chúc Tết nhà ốc Thanh Vân. Sức khỏe ổn định, nữ diễn viên Mai Phương tự lái xe đưa con gái La Vi đến chúc Tết nhà MC ốc Thanh Vân. Cô và MC Thanh Vân là những người chị em thân thiết. Diễn viên Mai Phương đã có những chuyển biến tốt về sức khỏe sau nửa năm điều trị căn bệnh ung thư phổi. Tối ngày 30 Tết, cô tham gia show diễn Mừng Năm Mới được tổ chức ở Vũng Tàu. Hôm ngày 6 tháng 2, mùng 2 Tết, nữ diễn viên Nhật Thiên Thần Áo Trắng tự lái xe đưa con gái La Vi đến chúc Tết nhà MC ốc Thanh Vân. Trên trang cá nhân, ốc Thanh Vân đăng hình ảnh hai gia đình hội ngộ trong ngày xuân. Cô cho biết rất mừng khi sức khỏe của Mai Phương ngày càng khả quan. Khoe với cả nhà là em đã được nâng cấp nha, tự lái xe qua luôn. Hôm nay ngày 7 tháng 2, mùng 3 Tết, hai mẹ con đi biển chơi rồi. Cô viết, ốc Thanh Vân hy vọng năm Kỷ Hợi sẽ mang lại nhiều may mắn và sức khỏe đến với đồng nghiệp. Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô còn đảm nhận vai trò là MC ca sĩ. Mai Phương bị hiện tượng ho kéo dài và đau trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Mai Phương nhập viện vào tháng 8 2018 sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Cô điều trị tại bệnh viện 175. Sáng ngày 10 tháng 9 2018, Mai Phương được xuất viện. Trong thời gian qua, cô được điều trị tại nhà song song với việc đến bệnh viện định kỳ để truyền thuốc. Từ tháng 11 2018, Mai Phương bắt đầu trở lại với công việc. Cô nhận lời tham gia các show chụp hình quảng cáo. Nữ diễn viên tâm sự, cô luôn muốn đứng trên sân khấu để vơi đi nỗi nhớ nghề. Xong show cũng là lúc rã rời. Đừng ai la, đừng ai trách em. Sao liều cố gắng quá. Mọi người thông cảm cho gia đình em nhé. Đã là công việc, là đam mê, thì khi bước lên sân khấu chỉ có cháy thôi. Lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu, lửa nào cũng phải cháy, cô nói.